Các bạn, mình là một công ty tương lai. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trả một bộ giỏi HP M4 02D. Đầu tiên ta lấy về mình đưa cái lịch sử sẽ đâu mình sẽ vừa
thì mình sẽ lắp vào sau thôi. Thank you.
Bà đã hoàn thành quá trình hay mở rồi cho trang rồi cho nhau ảnh mở bộ khối cho các bạn.